Thưa quý vị, những con tôm sú to bằng cánh tay người lớn, có trọng lượng gần 500 gram một con, thu hút rất trong người tham quan tại triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam VFIS 2022 vừa diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tôm sú tự nhiên trong rừng ngập mặn ở Cà Mau còn sót lại nên mới có kích cỡ khổng lồ. Chúng gian thức ăn sạch và việc khai thác cũng tùy thuộc vào con nước thủy triều hai lần mỗi tháng. Vì số lượng rất ít nên tôm không bán lẻ ra bên ngoài, mà chỉ bán kèm theo các hợp đồng tôm sú kích cỡ lớn. Ví dụ như tôm sú loại 6 con 1 kg, giá tại nhà máy lên đến 900.000 đồng 1 kg. Tôm sú cỡ lớn từ 6 đến 15 con 1 kg, mỗi tháng công ty có thể cung cấp đến một container 40 feet.